dây mình ăn ngoài đường mà. Quan gì? Cho gà vào. Cho gà kia vào. Nó không ngửi đến một tôm dài. Thế đó. Ăn lẩu phải ăn ở đây. Rồi. Cô hôm nay dọn nhà sớm đấy cô ơi. Mấy ngày này dọn chính xong rồi này. Cô ăn lẩu không cô? Ăn đi. Ai xa. Hôm nay có món lẩu gà rất ngon đấy. Thả cả nó ra. Chưa à? Đây là luộc. Luộc cái gì? Lẩu. Lẩu người ta đấy chứ. Đấy gì? Người ta băng nhỏ đấy chứ. Không phải băng. Với thế này chỉ nhấp cả con. Đã, cháu thì ăn lẩu cả con là đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? À, từ từ, để cháu vào cho xem nó ở đâu nhé. Nó ngủ như á, ta vừa kiếm cục chanh. À, mày vào, mày vào hái bưởi. Ôi, nó lại buộc em vào bưởi. Ở cái bưởi em rồi nó chụp ảnh lên Facebook. Nó lại kéo bưởi vào. Người em nó chụp ảnh để em hot nhất Facebook à. Thì hot nhất Facebook. Chưa? Ăn rau rồi. Ăn rau. Ăn rau vào. Nóng này, ôi xôi hả? Đuôi nào thế? Anh đuôi anh Sida. Chín rồi anh ơi. Chín rồi thì ăn dần đi, tao ăn rau trước. Thì không phải được rồi. Đây này. Đây là nó làm Tết hay sao? Đây, đưa đây, đây, đây. Ôi chín nhanh thế. Nào, xẻo đi. Ai ai, bỏng. Mày xẻo tao một cái. Thôi, anh thích đi mà xẻo. Ai đi cái này cho. Ui, chà 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 chà. Gà nhà thằng này ngon thế. Mời các bạn chân nha. Wow, mời cả nhà nhá. Ngon thế. Nó để anh ạ. Wow. Tâm ơi. Bát mày đâu chia ra? À. Ngon lắm. Dạ. Ây da. Thế anh bắt hai con anh em mình mỗi người một con. Tao bắt vô để cho vớ một con người ta đi luôn. Lúc người bắt được con gà trống thì ngon. Trứng nó nhiều lắm. Trống à? Quên, trứng nó có hai quả. Ngon bạn. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn hả mất trời ạ. À, ấm quá. Hai này mày làm gì là cổ của tao đấy? Lẩu. Về chúng mày ăn như ăn cổ của tao đấy à? Tao ăn cổ đúng không à? Đây không phải giường mà. Tao cười nhỉ? Cười á? Về cổ của chúng mày ăn. Chứ tao ra ngồi hẳn trong ngoài đường cả liên quan đến cổ của mày. Nhìn cái mặt mày là biết rồi, ra mà ăn đi lại còn đây. Bia đây. Rồi. Đây.
đây mày làm hẳn cái bát to đi thì ăn quá mày. Mày ăn cái bát đấy mới vừa đây, giả ngon lắm đây, cứ tự thử thoải mái đi, tốt tốt đi nào đi. Đây giả ngon lắm anh kia, đây uống đi. Đây thì ăn thì bảo chắc chắc mùi thơm mới mò ra đây. Đây thơm cái gì để thơm cái gì thôi, uống đi. Đấy, xuống đi, xuống đi. Tôi đi Hà Nội luôn cả. Đây, xuống đi. Đấy, tao chỉ dám lấy cái đầu thôi. Tao không muốn đầu, thôi men đi. Thế mày ăn đầu, tao ăn nốt cái đùi của tao đây. Được, ăn nước chấm của tao đây, cu. Nhanh. Vào. Không phải ngại đâu, cầm tay mà bốc. Bốc cái gì? Nhìn cái tố, nhìn cái thể hình của mày là biết đến cái bụng của mày. Anh ơi, đừng cần đấy. Cần phải đều ạ. Ở đây thôi, nóng đấy nhỉ. Chim đi, rau hả? Đây. Anh nóng đấy không? Ngại đâu. Mày lấy đồ gà mà ngon đấy. Gà nhà tao gọi là... Gà nhà cả mà. Gà nhà ăn ngon lắm. Để rồi ạ. Ừ, có thể á. Được đấy. Được. Anh mới đi. Nhà mày làm gì có gà ngon này. Anh mới đi học. Người ta đầy chuồng nha. Đầy á. Bắt thịt cho anh hả? Bố tao không cho. Anh mới đi học du về ạ. Học du học cái gì? Du học. Học du nhập cái trẻ gì đấy. Mình điên à. Người ta gọi là đi du học. Gọi là trường giáo dưỡng số 3 Ninh Bình. Đúng đúng. Ai quá mốc à? Anh ăn đầu rắn à? Mày nghĩ đến đuổi ở điều. Chả đi. Anh đuổi mà nó cái. Đuổi gì nó mời ra ra sao? Làm cá đi. Uống đi. Uống nghe. Ăn uống đi. Ăn ăn. À. Ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Ừ. Đây là xin lỗi của vụ hôm trước thôi. Thôi tạm thời bỏ qua nhá. Lỗi. Anh đâu là lại không bỏ qua nữa à? Ồ. Cái đấy phải xin lỗi sau. Mày có kêu không? Trước đốt áo là mày cám nổi, mày có ra vớt không? Có vớt được ai là tao? Có vớt được con nào không? Tao nhiều con nào? Tao nhiều con nào? Tao tưởng ao nhiều cá lắm mà. Nó lại bơi rồi. Lại sống lại. Nó chết rồi nó lại bơi à. Thế cho mày đốt chết cả cá này nào à? Hả? Chết đâu chắc không chết. Không chết à? Có mấy con nó nổi rồi chắc nó lại bơi tiếp. Nó lại sống rồi. Thoáng cái là nó thoáng rồi. Chắc nghĩ gì? Gà ngon quá. Ngon. Chắc là để thịt Tết nhưng mà có thịt trước. Không như quên mình đi, nhưng mà đừng quên mình là khách nhé. Mình là khách. Đấy, trong kia mới là nhà mày thì rơi ngoài đường rồi nhá. Đường thì mất cổng nhà tao. Cổng cổng nhà mày hết cổng luôn đó. Nhà tao còn đất mặt đường mà. Mày. Mặt đường làng à? Mặt đường làng. Thế thì nhà mày bốn nhà tao bốn mặt tiền. Bốn mặt tiền. Rộng anh nhỉ? Thôi uống đi. Hả? Thôi uống đi, ăn nhiều ấy. Ăn nhiều bao nhiêu? Ăn nhiều tí chạy cho khỏe. Đây, đưa tao xẹp cho. Làm cái cánh đi. Ngại gì nhỉ? Bên kia là bên Tây làm gì có đồ ngon mà ăn đâu. Có gà nhưng mà không phải là gà nuôi. Gà công nghiệp. Từ hôm nay về. Gà công nghiệp chả là gà nuôi à? Nhưng mà nó nuôi cám.
Đưa đi xuống. Bố mẹ này ra nhỏ nhỏ khôn mấy nhỉ. Chẳng khôn gì không à. Đưa hôm đi xuống học về bố mẹ ăn thịt con gà nào cho mẹ ăn chưa. Bố thịt để gà Tết. Thế là thế thì ăn đi. Ai mà lấy gà vào ông thì ông giết bỏ này. Tao sợ gì. Ông giết bỏ. Đừng có bận nhé. Tao sắp bận trước rồi. Đây chán đi. Ăn khỏe vào. Tốt thế nhỉ. Cứ ăn thoải mái đi rồi. Cầm cả con một gặm ăn nó cứ ăn nó phải như thế này để tao dạy này. À, tao không dạy được mày ăn tao to mày. Nhìn này. À đây. Em ơi, ăn thịt gà hàng xóm này. Thế này. Anh ấy bảo thịt gà hàng xóm. Chắc thịt gà nhà hàng xóm đó. Ừ. Đó, được ạ. Này, không nhà, gà ngon thật. Nhà tao nuôi nhiều lắm nhưng mà không con nào ngon bằng con này đâu. Thế nào? Đặc biệt. Anh có bí quyết gì mà có nuôi gà ngon nhỉ? Ờ, nhà mình nuôi gà bằng gì ạ? Nhà tao nuôi gà bằng ngô. Ngô. Ờ, về mình cũng nuôi gà bằng ngô. Tao thằng ăn cám. Ăn ngô. Gà thằng nào ngon hơn nhà tao là tao ăn cám. Thế à? Ơ mà. Hả? Em thích ăn rau. Chén đi, của nhà dùng được mà cứ chén đi. Đi. Ăn uống phải từ từ. Ngại à? Cao đứng lại ăn cái tô phở 1 triệu mà mày làm phát hết. Hả? Lỡ ông cu. Ừ. Lỡ ấy. Ừ. Tết này người học làm cái gì? Cứ đi chơi cho chặt bô. Mấy tuổi chứ? Con này quá mất vệ sinh. Không thể chấp nhận được. Bố nè. Đi ra. Nhà mày có gì ngon ăn Tết không? Hay có mỗi cây bưởi đó. Nhà tao à? Có gà. Gà thì có ăn gà. Rồi. Có cá. Cá. Ừ. Cá. Tí cho tao đưa, tí cho tao đốt cho nó nổi bắt này con. Đốt. Mì hôm à? Đốt tao ơi. Nhưng mì hôm à? Tao lại hâm. Anh mày còn lưới cho tao mượn. Tao đánh nó. Bố tao không đo đâu. Mày cứ để bố mày lớn như cái bố. Bố anh bằng cái đùi của anh. Nhưng mà vẫn là bố tao. Mình lớn rồi. Ví dụ như cái thằng kia đi học. Mày lúc nào muốn nghỉ thì tự biết đường cho mình nghỉ. Không cần phải chi phép. Nhưng mà tao còn nuôi đâu. Đây là bố tao nuôi. Thế bố mình nuôi mày khác gì nuôi cáo. Mày hâm mà. Anh ví dụ mày. Đây là thế. Anh hay là ví dụ mình đi phải đâu ví dụ hay là ví dụ mấy cái cả hàng tiền đạo. Hay là ví dụ thành nuôi lợn. Anh gọn lên tay phải hay tay trái. Anh gọn tay phải. À, tí đi ra đó là tao biết tao hiểu rồi. Mình ngồi bên tay trái là không an toàn biết rồi đấy. Sao không phải an toàn, tao làm gì đâu. Lực đấm tay trái của mày bao nhiêu nhẹ nhẹ không để kịch là 500 cân nhưng mà bơ mình nhanh nhẹ là 400 cân. Như kiểu gọi là nó không, nhưng mà những thằng không thuận tay trái ấy, thì nó lại thuận chân trái đấy, mày cứ cẩn thận. Không ai thuận chân giữa. Cái là kinh quyết đấy nhỉ. Nó làm gì? Lớn lên mày biết. Gà ngon không? Ngon. Gà của nhà mày ngon. Cái gì? À đâu nhờ, gà nhà thằng này chẳng ngon.
Anh em đâu phải là gì em? Là anh trộm của anh này đấy. À, đúng rồi. Mày bị thua rồi. Quen.